Tiếp theo cái video thiết kế các trò chơi trách nhiệm online, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các em cách viết code cho cái nhân vật thầy cô giáo đây, và các cái hiển thị cái nhân vật của mình ngẫu nhiên trong cái danh sách. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì đầu tiên mình kích vào cái nhân vật thầy cô giáo, mình cho nó một cái sự kiện, và mình sẽ hỏi đây là con vật gì, trong mấy giây. Đây là con vật gì? Thì sau mỗi lần mình chạy thì cái nhân vật này nó sẽ thay đổi này, nó sẽ thay đổi như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp theo, mình sẽ kích vào cái nhân vật con voi này, kích vào nhân vật con voi này thì đỡ nó voi này thì nó sẽ hiển thị, thì mình sẽ tạo cho một cái con vật, tạo cho một cái biến để mình lưu. Chúng ta là biến hiển thị con vật, thì cái này, cái biến này mình để lưu cái con vật này. Thì chúng con vật này ban đầu theo thiết kế thì mình có 10 con vật, bây giờ mình muốn nó hiển thị ngẫu nhiên thì mình sẽ hiển thị từ 1 tới 10, một tới 10. Thì từ khi mà cái cô giáo hỏi, đợi hiển thị con vật thì mình sẽ phát ra một cái tin nhắn, đợi mình hỏi, là tin nhắn này là mình phát cái tin là hiển thị. Thì mình sẽ qua con voi này, thì mình sẽ là gì, khi nhận được cái tin nhắn mà hiển thị con vật thì mình sẽ hiển thị ngẫu nhiên. Thì mình sẽ dùng cái service đây, và mình sẽ hiển thị con vật là, bây giờ mình chạy thử này ha, chưa chạy được đúng không? Tại vì chỗ này nó có hơi chậm này, tại vì cái chỗ hiển thị này mình chỉnh lại chút xíu nè, tại vì sau 2 giây nó mới hiển thị thì mình bỏ cái này đi, mình sẽ cho nó hiển thị luôn, hiển thị luôn. Đây là con gì mình hỏi luôn, không còn thời gian nữa, bỏ đây. Thì mình sẽ thấy nó là gì, đây là con gì, con ngoài con không? Rồi. Rồi, một điều quan trọng nữa là gì? Đây là mình mở cái hiển thị ha. Quan trọng là bây giờ mình sẽ lấy ra ba cái đáp án, mà ở trong đó có một cái đáp án là đáp án đúng của cái nhân vật mình hiển thị đây. Như vậy bây giờ mình sẽ tạo ra một cái danh sách, tạo ra danh sách lấy cái con vật, lấy ra ba cái con vật ở trong cái danh sách con vật ban đầu của mình, trong cái danh sách con vật ban đầu của mình đây, mình sẽ lấy ra ba con mà trong đó có cái con là cái con đúng của mình. Thì bây giờ mình sẽ làm như sau ha.